Nếu các bạn có nhu cầu muốn mua nick Liên Quân Mobile giá rẻ, chất lượng và uy tín thì các bạn hãy đến ngay với shop lqmobileshop.com nha. Shop bán nick Liên Quân chất lượng, giá rẻ và uy tín cực kỳ luôn. Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình xin chúc anh em có một ngày cuối tuần vui vẻ nha. Ok, thì ở trong cái clip ngày hôm nay mình sẽ chơi bị tướng Roker. Và mình sẽ lên một cái lối trang bị mà anh em chưa từng được thấy luôn. Đó chính là Roker full giáp ảo nha. Cái ý tưởng này thì do mình tự nghĩ ra thôi, chứ không có bạn nào comment cả. Ok, thì ngày hôm nay cái build đồ của mình sẽ gồm có cái gươm Uriel đầu tiên này. Cái món trang bị thứ hai là cái găng tay hết quy thịnh nộ này. Cái món trang bị thứ ba là cái huân chương choi. Và cái món trang bị cuối cùng là cái thuẫn nham thạch nha anh em ơi. Toàn là những cái món trang bị có giáp ảo luôn. Và kết hợp với cả cái chiêu cuối của Roker thì nói chung là có khi là mình bất tử luôn anh em ơi. Một cái ý tưởng rất là hay luôn. Ok, thì bây giờ cứ đi farm đã. Ở trong cái trận đấu này thì mình xác định luôn là mình sẽ không có đam rồi anh em ơi. Bởi vì là những cái trang bị như thế thì mình lên thì hầu như là toàn đồ tanh anh em ơi, toàn đồ tanh thôi. Thế nên là mình sẽ không có đam đâu. Mình sẽ lên luôn cái rìu Leviathan để có thể là châu bò tanh cơ cho team. Bởi vì ở trong cái trận đấu này team mình nó khá là giàu sát thương, đến từ vị trí của Triệu Vân này, đến từ vị trí của Joker Flash và đến từ vị trí của của Vanheen nhá. Rồi cái ông Joker Flash team mình thì mình vừa mới ăn chung cái turn mid của ông ý, xong ông ý vào farm chung bùa với mình luôn. May quá là mình có chiêu cuối này. Ơ kìa con gái chặt King Grot, làm cái gì vậy bạn ơi? Thế này thì mình lại phải xin mạng ở ngon quá anh em ơi, có mạng luôn này, lên trên ganh luôn. Ui, cái pha này ngon quá anh em ơi, team bạn đang không biết mình lên này. Úi dồi ôi, thế này thì ăn một đống mạng luôn này, chơi luôn anh em ơi. Chơi luôn, Roker đang đến đây. Thời điểm đầu game thì mình rất là khỏe nha, bật cái chiêu cuối lên. Bật cái chiêu cuối lên và dí hết này. Lauriel không có chiêu cuối này. Mình bắn hết anh em ơi, mình bắn cả thế giới. Lauriel bắn phát này. Ui, nhưng mà Lauriel trâu quá anh em ơi, Lauriel chưa chết được. Ok, nhưng mà không sao, có 3 mạng là ngon lắm rồi, mình sẽ biến về nhá. Ui, một cái pha thời điểm đầu game đi ganh có 3 mạng cho team này, ngon thế nhở. Ok, Enzo à, thế này thì mình lại phải ở lại rồi anh em ơi. Cái pha này lại phải ở lại cứu cho The Flash rồi. Ok, huých phát, bắn phát này, bắn phát nữa này. Ui, 4 mạng cho team anh em ơi. Ui, ngon thế nhở. Một cái pha đi ganh đầu game 4 mạng cho team này. Ôi thế này thì nói chung là clip thì lại dễ rồi. Thôi về anh em ơi, con Violet nó ra rồi. Ok, ngon quá. Mặc dù là thời điểm giữa game với cả cuối game thì mình lên cái trang bị trôn game sẽ không có đam đâu, nhưng mà ở thời điểm đầu game thì anh em thấy là mình rất là xanh này. Rồi thì hôm qua mình có đăng một cái clip của ADC lên, cái clip mà ADC bị khóa nick ấy, thì bên quản lý của ADC có bảo là gỡ video đó đi. Bởi vì là có một chút liên quan đến hình ảnh của ADC thì mình cũng đã gỡ rồi anh em ơi. Nói chung là giải quyết rất là đơn giản thôi, anh em không việc gì phải lo cả. Thật ra là mình làm cái clip đó chỉ là mang tính chất giải trí thôi anh em ơi. Mình mang tính chất giải trí thôi và anh em vào chửi mình quá trời luôn. Bảo thằng này bú phêm ADC các kiểu rồi mày hết ý tưởng à. Lấy hình ảnh của người khác ra câu view. Ủa, thật ra là mình cũng không phải thế đâu anh em ơi. Không phải là lấy hình ảnh của người khác ra câu view đâu. Mình làm YouTube thì anh em cũng biết rồi, làm YouTube là cái nghề mà tạo ra ý tưởng cho anh em xem mà, tạo ra content để cho anh em xem. Chứ mình cũng không nghĩ là ảnh hưởng đến người ta như vậy. Và khi mà người ta đã nói lời, có lời nói như mình như vậy rồi thì mình cũng gỡ clip luôn anh em ơi, gỡ clip luôn, không để cho người ta phải nói nhiều. Nói chung là mình cũng biết điều mà anh em ơi, nói chung là cũng biết điều. Bởi vì là hình ảnh của người ta mà, người ta cho phép thì mình dùng, còn người ta không cho phép thì thôi là mình gỡ luôn. Ok, thì hôm qua mình cũng đã gỡ luôn ngay sau khi mà ADC bình luận rồi, nên là anh em có thể là bỏ qua cho mình nhá. Rồi bây giờ thì mình cứ đi farm anh em ơi, bây giờ thì mình cứ đi farm thôi. Thời điểm đầu game thì Roker nó vẫn có thể là rất là giàu sát thương từ cái chiêu 1 anh em ơi. Rất là dồi dào sát thương từ cái chiêu 1 luôn. Anh em chỉ cần dí sát người tướng địch thôi, anh em thục một phát là có khi là mất tầm 1/3 cây máu đấy. Trận này thì giữa game với cả cuối game thì nói chung là mình làm tanh cơ cho team đánh rồi anh em ơi. Cuối game với cả giữa game thì làm tanh cơ cho team đánh rồi, lên toàn trang bị tanh thôi. Thật ra là cái ý tưởng mà chơi Roker lên full giáp ảo như thế này thì mình nghĩ ra từ rất là lâu rồi. Nhưng mà hôm nay là ngày cuối tuần, mình có thời gian rảnh thì mình mới làm cho anh em xem được. Ok, chơi kìa bạn ơi, chơi kìa ai sao ơi, đặt chiêu cuối đi. Ui, sao không đặt chiêu cuối sớm đi bạn ơi, lại còn đứng chat nữa. Ui, lại còn mày thích bỏ lên không các thứ đấy. Có vẻ là bạn ai sao team mình đang chửi AD anh em ơi, đang chửi AD nên là không có dùng chiêu cuối, chứ dùng chiêu cuối pha đấy là Enzo chết chắc rồi. Ok, và nói chung là bỏ phí một cái pha ăn mạng khá là đáng tiếc anh em ơi, bởi vì là Enzo đầu game thì chưa có mạnh đâu, và giết Enzo càng nhiều thì Enzo càng phế nha. Ở trong cái trận này thì mình sợ nhất con Lauriel anh em ơi. Sợ Lauriel cực kỳ luôn, bởi vì anh em cũng biết rồi, Lauriel là một vị tướng pháp sư sát thương chuẩn mà. Mà ở trong cái trận này thì anh em thấy là mình hầu như là toàn lên tanh thôi. Lên tanh mà nó lại có sát thương chuẩn nữa thì thôi nói chung là rất là sợ luôn. Trận này thì có The Flash với cả là có Vanheen counter được Lauriel nên là mình cũng không lo lắm đâu. Chỉ sợ là bạn ấy áp sát mình thôi. Rồi, chuẩn bị có một cái pha đánh nhau to rồi anh em ơi. Chuẩn bị có một cái pha đánh nhau to rồi, lên luôn này. Mình sẽ bọc sau nha, cái pha này phải gọi là bánh mì kẹp thịt này, hay quá rồi Flash ơi. Ok, một bắn này có mạng cho mình luôn. Chơi luôn anh em ơi, bánh mì kẹp thịt. Chờ lính vào nha, chờ lính vào nha. Mình có chiếc cuối này, mình có chiếc cuối này thì hai bạn đã chạy đi đâu? Ok, mình cứ câu kéo thôi, câu kéo cho lính vào này, băng trụ luôn anh em ơi. Lính vào rồi, lính vào rồi, chơi luôn này Enzo này. Ok, bắn luôn này, bật chiếc cuối lên, bật chiếc cuối lên, gì hết, chơi luôn này, chơi luôn này bạn ơi, chơi luôn này. Anh em đâu rồi, anh em đâu hết rồi? Ui con Lauriel nó khỏe quá anh em ơi. Ui đúng là băng trụ giết Lauriel là một sai lầm mà. Ui cứ tưởng là có hai mạng ngon ăn nhưng mà thật sự là cái con Lauriel nó khỏe quá anh em ơi. Với cả là giết Lauriel trong trụ rất là khó luôn, nó cứ lướt cái chiêu 2 thôi là mình sẽ không gây được đam rồi. Ok, một cái pha mà bánh mì kẹp thịt không thành công rồi anh em ơi. Một cái pha bánh mì kẹp thịt nó hoàn toàn là sai lầm luôn. Cứ tưởng là anh em đánh nhưng mà ai ngờ là quay đi quay lại thì ở trong trụ cả mỗi mình sợ thật sự luôn. Không sao cả nha anh em ơi, nói chung là không sao cả, mới chết có một mạng thôi, vẫn có thể là chơi được. Ui, The Flash lại chết rồi kìa. Ở trong cái trận này thì The Flash team mình có vẻ là chơi rất là hay đấy, nhưng mà cái pha vừa xong thì bạn ấy hơi bị hổ báo một chút. Rồi bắt đầu là mình cảm thấy là không có đam rồi anh em ơi. Bắt đầu là cảm thấy là không có đam rồi đấy, bởi vì bình thường là mình sử dụng cái món trang bị là cái kiếm truy hồn cơ, kiếm truy hồn sau đó thì lên full đam, farm rừng rất là nhanh luôn, nhưng mà lên cái lối trang bị này thì farm lâu quá. Và cái trận này thì mình quyết định là lên cái lối trang bị như thế này, bởi vì là mình thấy team mình có một cái nguồn sát thương khá là dồi dào rồi anh em ơi. Triệu Vân late game thì phải khỏi phải nói rồi, Vanheen đam cũng rất là to này, The Flash cuối game thì cũng làm chùm luôn. Thế nên là mình sẽ cố gắng là lên thật là nhiều tanh để có thể cho anh em bắn nha. Anh em chỉ cần giết được con Lauriel anh em ơi, anh em chỉ cần giết được con Lauriel thôi, còn đâu là mọi việc mình lo hết. Rồi bắn không có đam luôn anh em ơi, bắn không có một miếng đam nào luôn, như kiểu là gãy ghẻ cho team bạn vậy. Và ngoài bốn cái món trang bị có giáp ảo mình nêu ra thì còn một cái món trang bị nữa anh em ơi. Còn một cái món trang bị nữa cũng có giáp ảo, nhưng mà đó là cái món trang bị phép nhá. Đó chính là cái món trang bị là quyền triệu Rhea. Nhưng mà đó là một cái món trang bị phép mà mình chơi Roker thì lên nó cũng không phù hợp cho lắm, nên là ở trong cái trận này thì mình cũng là đi rừng rồi lên cái món trang bị là cái dìu Leviathan với cả là cái giày kiên cường, sau đó thì lên bốn cái món trang bị kia thì cũng hết slot lên đồ rồi. Thế nên là chắc là mình sẽ bỏ qua cái món trang bị là quyền triệu Rhea nhá. Chứ mà mình cầm cái con Joker này mà còn lên cái quyển triệu Ria nữa thì nói chung là ăn chửi sấp mặt luôn anh em ơi, bị team chửi nó sấp mặt luôn. Ok, và thế là mình đã lên được cái món trang bị đầu tiên rồi anh em ơi. Đã lên được cái món trang bị giáp bảo đầu tiên rồi, đó chính là cái gươm Uriel. Cái gươm Uriel này thì cái cơ chế hoạt động của nó giống như cái găng tay Hắc Queen Thịnh Nộ anh em ơi. Nó giống như cái găng tay Hắc Queen thôi, bởi vì là khi mà anh em yếu máu ấy, dưới 50% máu thì anh em sẽ được kích hoạt cái giáp ảo mà. Ok, chơi luôn anh em ơi, chơi luôn này. Có Triệu Vân ở đây thì ngán cái gì nhờ, bọc đầu luôn này. Ok, bé Alice chạy đi đâu, bé Alice chạy đi đâu? Bạn làm choáng ai? Làm choáng mình bật cái chiêu cuối lên thì nói chung là miễn hoàn toàn khống chế luôn này, hay quá. Một cái pha double kill cho mình kìa, ngon thế nhở. Nhìn thì cứ tưởng là đam bé nhưng mà khi mà các bạn dí gần vào thì bắn đam cũng to phết chứ nhở. Anh em thấy là Alice là một con tướng tank cơ nhá, mà mình dí vào mình bắn cũng đau phết đấy chứ không phải là yếu đâu. Rồi thì nói chung là hôm nay là ngày cuối tuần mà, cuối tuần thế nên là mình phải làm một cái clip gì đó mà nó mới mẻ hơn, cũng như là mang tính rất giải trí hơn anh em ơi. Chứ chơi cái kiểu mà lên đồ chuẩn mã thì cũng chán rồi. Và mình chắc chắn 100% là cái ý tưởng mà chơi Joker lên full giáp ảo như thế này thì chưa có ai làm cả, nên là mình là người đi đầu nhá. Và nếu mà anh em thấy hứng thú cũng như là muốn ủng hộ cho mình nhiều hơn thì các bạn có thể like video này, comment video này và có thể là chia sẻ video nhá. Cảm ơn em rất là nhiều luôn. Ok, đánh nhau ít thôi anh em ơi, đánh nhau ít thôi, mình cứ đi farm đã. Ở trong cái trận này thì không biết là thắng thua ra sao, nhưng mà mình cứ phải hoàn thành cái nhiệm vụ của mình đã anh em ơi. Cứ phải hoàn thành cái nhiệm vụ là lên đủ cái món trang bị là giáp ảo đã, để xem là cuối game giáp ảo của mình có nhiều không. Ok, ok, Enzo thì bạn bị ngáo à? Enzo thì bạn đòi solo kill với Roker. Ui rồi thế này thì bạn sai rồi bạn ơi. Roker là một vị tướng khắc chế hoàn toàn là Enzo luôn anh em ơi. Roker khắc chế hoàn toàn là Enzo luôn nhá. Kể cả là Enzo có xanh hơn đi chăng nữa thì Roker nó bật cái giáp ảo lên cũng chả làm gì được, mà bạn ấy đòi solo kill với mình kìa. Đúng là một cái pha phải gọi là tuổi trẻ chứ chả sợ đời đến từ vị trí của Enzo thì bạn. Lăng quang từ nãy giờ thì mình cũng ăn là 9 mạng cho team rồi anh em ơi, không phải là ít đâu. Lên cái lối trang bị trông có vẻ là yếu mà cũng mạnh ra phết. Ok, chơi luôn này, chơi luôn Lauriel này, băng trụ với ai? Bạn Lauriel bạn băng trụ với ai? Ok, chơi luôn kill luôn. Ui nhưng mà nó khỏe quá anh em ơi. Ôi tôi xong rồi. cái pha này tí thì chết nha. Cái pha này tí là một cái pha mà tuổi trẻ chết chả sự đời rồi. Thật sự thì cái con Lauriel nó khỏe thật sự luôn ý. Khi mà mình lên tanh cơ như thế này thì mình không có đam sốc chết ở đâu, mà nó cứ bay vòng quanh cái vòng tròn trước cuối của nó thôi là mình chết rồi. Nhưng mà hay kìa. Ui hay quá bạn ơi, cái gì mình không làm được thì cứ để The Flash thì mình lo nhá. Thật sự là ở trong cái trận này The Flash thì mình chơi hay thật sự luôn ý. Thế này là có người gánh rồi anh em ơi, thế này là có người gánh rồi. Ở trong cái trận này thì The Flash team mình với cả là Triệu Vân team mình đam to cực kỳ luôn. Thế nên là mình chỉ cần lên tanh thôi, mình chỉ cần lên tanh thôi, còn đâu là The Flash với cả là Triệu Vân team mình lo hết nhá. Roker thì mình thấy là bây giờ các bạn chơi cũng không quá nhiều đâu, bởi vì là cái con này nó có giáp ảo nhiều thật đấy, nhưng mà khi mà về late game ấy, cái giáp ảo rất là dễ bị phá luôn. Thì bạn chỉ cần có cái con như kiểu là Liliana hay là con quyền vương, nó đá chiêu 2 hoặc nó ném chiêu 1 một phát thôi là mình mất giáp ảo rồi. Sau đó thì mình chả làm được cái gì cả, bởi vì là cái con Joker này mình thấy là mạnh đầu game với cả giữa game thôi, còn cuối game thì nó khá là yếu nhá. Bây giờ thì mình thấy là anh em chơi Joker thường là anh em sẽ lên cái trang bị là sơ mi chứ không có lên full dam đâu, lên sơ mi là lên nửa dam nửa tanh ấy. Ok, chơi luôn này, chơi luôn này. The Flash mở giao tranh quá hay luôn. Ủa nhưng mà mình không có dam anh ơi, thật sự là mình không có dam luôn ấy. Ok, chơi được kìa, chơi được kìa, chơi được kìa anh em ơi. Triệu Vân đến rồi, Triệu Vân có dam nhá, mình không có dam thì Triệu Vân thì mình có dam. Ok, mình dí bé Alice này, mình dí bé Alice này. Ủa nhưng mà bé Alice trâu quá. Ok, vẫn có mạng cho mình nha, ngon quá anh em ơi, ngon quá, ngon thật sự luôn ý. Trận này team mình đánh rất là hay luôn, thật sự là mình chỉ cần lên tanh thôi. Trận này thật sự là mình chỉ cần lên tanh thôi, còn đâu là team mình lo hết. Ok, bây giờ thì mình sẽ nói tiếp về vị tướng Roker anh em ơi. Roker thì cũng là một trong những vị tướng có khả năng là slow mo trận đấu nhanh, như kiểu là Phoenix này hoặc là Lữ Bố này. Nhưng mà những cái con tướng như kiểu là Phoenix với cả Lữ Bố, nếu mà nó không slow mo trận đấu nhanh được thì late game nó vẫn rất là mạnh. Nhưng mà kiểu cái con Roker này ấy, nó cũng là một vị tướng slow mo trận đấu nhanh, nhưng mà nếu mà nó không slow mo được ấy, về late game nó yếu cực kỳ luôn. Đó là lý do tại sao mà anh em thường chọn những vị tướng mạnh hơn, như kiểu Lữ Bố đi rừng này hoặc là Enzo đi rừng này, chứ không phải là Roker đâu. Roker bây giờ mình thấy là cũng rất là mạnh, nhưng mà thường chơi ở danh thấp thôi, chứ lên danh cao rất là khó chơi luôn. Ok, làm nhẹ con tà thần luôn anh em ơi, làm nhẹ con tà thần luôn. Khi mà có con tà thần này xong thì mình sẽ rất là trâu bò luôn ý. Rồi, lại có đánh nhau to rồi anh em ơi, lại có đánh nhau to rồi. Ok, chơi luôn này, chơi luôn này. Joker đang đến đây, giờ flash quá hay luôn, mình đang để hỗ trợ cho bạn đây. Ok, chơi luôn bé Lauriel này, chơi luôn bé Lauriel này. Ok, bạn bay đi, bạn bay đi, bạn bật chiếc cuối này, bạn bay đi, bạn bay đi. Ok, mình cân hết, mình cân cả thế giới, mình rất là trâu luôn. Ok, bạn bay đi, bạn bay đi. Ui 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 ui, nhưng mà nó vẫn bay được kìa anh em ơi, nó bay được khá là nhiều lần đấy. Nhưng mà mình trâu quá, mình lên được cái món trang bị là cái huân chương choi rồi thì nói chung là Lauriel bay mỏi cánh luôn. Ủa, thật sự ở lên cái lối trang bị này anh em ơi, lên cái lối trang bị này bắn con Lauriel mãi không chết luôn, mặc dù là nó còn có mỗi tí máu kìa. Cái pha đấy mà Triệu Vân team mình đến sớm hơn thì có khi là cắn quét cả team bạn rồi anh em ơi. Ok, late game rồi, mình sẽ bắn cái giải du mục đi nhá, lên cái giải kiên cường này. Đầu game với cả giữa game thì mình cần cái giải du mục để có tốc đánh thôi, chứ còn cuối game thì cũng không cần lắm đâu. Cũng gần full đồ rồi anh em ơi, cũng gần full đồ rồi. Cái món trang bị cuối cùng là cái thuẫn nham thạch thôi. Sau đó thì mình sẽ làm một cái pha mà cân team cho anh em xem. Mình sẽ băng lên giữa 5 người team bạn, sau đó thì bật cái chiêu cuối các kiểu lên để xem là cái giáp ảo của mình nhiều hay không nhá. Và tí nữa khi mà giao tranh tổng ấy, mình sẽ không bật chiêu cuối sớm đâu anh em ơi, mình sẽ không bật chiêu cuối sớm đâu, phải để cho team bạn đánh mình tầm khoảng là dưới 50% máu đi để có thể kích hoạt cái gươm Uriel với cả kích hoạt cái găng tay hết quyền thịnh nộ, xong mình bật chiêu cuối lên kết hợp với cả bật cánh thuẫn nham thạch lên thì phải nói là giáp ảo nhiều cực kỳ luôn. Cố chạy làm cái gì bạn ơi, còn có 1 chấm máu thế kia thì thôi ra đây cho mình giết đi, về tới đàn cho nhanh nào, đã còn chạy nữa, đằng nào chả chết này, này thì móc với chúng tôi này. Thật sự thì chơi cái con Enzo nó ngán con Joker này cực kỳ luôn anh em ơi, chơi con Enzo mà gặp phải cái con Joker này nó khó chịu cực kỳ luôn ấy. Kể cả là Enzo có móc trúng cái chiêu 2 đi chăng nữa thì cái con Joker nó bật cái chiêu cuối lên cũng chả dám vào luôn, vào nó bắn nó sấp mặt luôn ấy. Ok, và thế là mình đã hoàn thành cái món trang bị cuối cùng rồi anh em ơi. Mình đã lên được cái thuẫn nham thạch rồi, bây giờ thì phải gọi là bất tử nha. Mình sẽ chờ một cái pha giao tranh tổng này để cho anh em xem là cái lượng giáp ảo lớn như thế nào. Rồi xong, AD thì mình lại đi lẻ lại bị team bạn bắt kìa. Nhưng mà có mạng của Enzo nhá. Enzo còn 1 chấm máu này, chạy đi đâu bạn ơi. Ok, chiêu 2 này, tê tái này, bắn phát này, có mạng luôn. 13 mạng cho team rồi anh em ơi. Lên trang bị trôn mà cũng nhiều mạng phết nhờ. Từ nãy giờ có vẻ là team bạn đánh khá là cẩn thận, mình chưa có một cái pha nào mà có thể là bang vào, sau đó thì sử dụng nham thuẫn các kiểu và chưa cuối các kiểu để cho anh em thấy là giáp bảo nhiều thế nào nhờ. Khó chịu thật sự luôn ý. Rồi đừng ăn rồng anh em ơi, đừng ăn rồng, đứng ở trong bụi này chờ này, đứng ở trong bụi này phục kích này để cho team bạn tử team ăn rồng này. Ok, một cái pha nó rất là khốn nạn luôn. Chơi luôn anh em ơi, chơi luôn này, team bạn ra rồi, chơi luôn. Bật cái chiêu cuối lên tanh cơ cho team đánh này. Ok, mình quẩy hết, mình cân cả thế giới nhá. Mình vẫn còn nguyên cái thuẫn nham thạch này. Ok, chơi luôn anh em ơi, chơi luôn. Mình rất trâu, mình rất khỏe và mình có rất là nhiều giáp ảo luôn này. Ui, anh em thấy chưa, bật cái thuẫn nham thạch lên này, kết hợp với gươm Uriel và kết hợp với cả găng tay huyết thịnh nộ. Ui, quá nhiều giáp ảo luôn, rồi mình cân cả thế giới kìa. Anh em thấy chưa, anh em thấy một cái pha mình cân cả thế giới chưa? Ok, bán đồ này, bán đồ các kiểu cho anh em thấy là đỉnh cao này. Ui, một cái pha phê đấy nhở. Và thế là chúng ta có thể end game thôi, thì bạn chết cả 3 người rồi. Ui, nói chung là đi rừng mà phải làm tanker cho team đấy, anh em thấy khổ chưa? Rồi bây giờ thì team bạn chỉ còn có mỗi 2 người thôi, không thủ được trụ đâu, và có lẽ là cái clip này cũng kết thúc luôn. Và anh em xem clip nếu mà thấy hay thì các bạn hãy nhớ là cho mình xin một like này, một comment, một ký tự bất kỳ này, hoặc là có thể là chia sẻ video này. Cảm ơn em rất là nhiều nhá. Hẹn anh em trong clip tiếp theo. Xin chào mọi người, bye bye.